Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Tuấn và Dũng sẽ cùng tư vấn cho các bạn để làm sao có một chiếc mountain bike, có một chiếc xe dành cho newbie, dành cho những người bắt đầu chơi xe. Thì ở đây Tuấn Tay Cơ đang có một chiếc Maglin 5. Thì thời gian vừa qua Tuấn Tay Cơ bán những dòng xe Maglin 5 này khá là nhiều. Nhưng trong quá trình sử dụng thì Tuấn Tay Cơ thấy có khá nhiều bạn đến nâng cấp những cái phụ kiện để cho chiếc xe mượt mà hơn với cái giá thành khá là tốt và rẻ. Đầu tiên thì mình thấy rằng các bạn sẽ nâng cấp một chiếc fork hơi, một đôi lốp với những cái gai nó sẽ nhỏ hơn để tạo độ trớn, hoặc là nâng cấp một cặp hấp bạc đạn trước và sau để cho xe bon hơn, trớn hơn. Và thậm chí có rất nhiều người mong muốn được nâng cấp một bộ chuyển động. Thì ngày hôm nay mình sẽ hỏi trực tiếp Dũng rằng là với một chiếc Maglin 5 như thế này thì mình nên nâng cấp bộ chuyển động như thế nào để cho thứ nhất giá thành rẻ, thứ hai nữa là phù hợp với cái địa hình Việt Nam và phù hợp với những người mới chơi, và thứ ba nữa là hoạt động mượt mà. Trong thời gian qua mình là người trực tiếp làm kỹ thuật ở trên cửa hàng thì mình đã lắp rất là nhiều bộ chuyển động. Thì theo mình nhận thấy là bộ DR 5100 là phù hợp về giá cả, chuyển động mượt mà và dễ dàng thay thế đĩa trước với cả các cái địa hình ở Việt Nam. Và trên tay mình đây hiện tại là bộ DR 5100 với một đĩa trước và 11 níp sau. Như bạn Dũng vừa tư vấn, đó là có rất nhiều ưu điểm trên bộ chuyển động này. Thứ nhất là giá thành rẻ này, thứ hai nữa là chuyển động mượt mà, và thứ ba nữa có thể tùy chỉnh cái đĩa trước từ 32T lên 36T để phù hợp với rất nhiều những cái địa hình ở Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ nhờ bạn Dũng thay thế luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo bộ chuyển động cũ để thay thế. Có phần tay bấm, có tay, phanh này. Cuối cùng là bây giờ chúng ta sẽ tháo líp này ra để lắp líp của DR 5100 1x11. Vậy là mình vừa tháo xong bộ chuyển động trên nguyên bản của xe Maglin 5 và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt
các bộ phận của bộ chuyển động đều lên 5100. Ok. Đầu tiên là mình sẽ lắp tay bấm xả. Vì nó chỉ có một đĩa trước nên chúng ta chỉ cần một tay bấm. Rồi mình sẽ lắp nốt tay phanh bên này vào. Okay. Giờ tiếp tục đến chủ đề sau. Bây giờ mình sẽ cắt bớt dây, bởi vì dây như này thì quá dài quá. Thì bởi vì là trên cái cùi đề của Atut nó nằm ở vị trí sau này, còn đều đề nằm vị trí này, nên là mình sẽ tiến hành cắt bớt dây. Bây giờ mình sẽ lắp BB. Tiếp theo là đùi đĩa M5100.
tay bấm, cùi đề, cùi đĩa. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp đến lip và xích. Dây vào đây thì mình sẽ chỉnh cái biên độ để ba cái bánh răng này nó thẳng hàng đầu tiên. Đây là theo cái kinh nghiệm cá nhân mình hay làm. Ok. Trước khi chúng ta siết dây đề thì chúng ta nên xả hết dây về và tay bấm nữa. Đây gần như là công đoạn cuối cùng, chúng ta lắp xích và cất chỉnh. Bây giờ mình sẽ tiến hành căn chỉnh một chuyển động 50%. Đang sạch sạch.
Vậy là chúng ta đã hoàn thành chiếc xe Mach 5 lên cấu hình M5100 của Deore. Vậy là chúng ta đã hoàn thành thay bộ chuyển động Deore 5100 cho chiếc Mach 5 để cho trớn hơn, mượt hơn và tùy chỉnh với rất nhiều địa hình tại Việt Nam. Nếu các bạn cảm thấy video hay, hãy comment xuống bên dưới để đội ngũ kỹ thuật của Tuấn Bay Cơ có thể giải thích cho các bạn những cái thắc mắc. Và follow kênh để chúng ta theo dõi các video tiếp theo của Tuấn Bay Cơ.